Tập 32. Chân Hân, con chờ đã. Sao thế? Con đang vội đi làm. Con chờ đã, mẹ hỏi con. Tối qua Giang Ngọc đã đi làm gì? Ở cùng với ai? Mấy giờ về con biết không? Con biết. Cô ấy đi gặp khách hàng với con. Người đàn ông này là ai? Đây chính là khách hàng của con đó, người Đài Loan. Anh ta có ấn tượng rất tốt với Giang Ngọc, nên mỗi lần đến Bắc Kinh đều để Giang Ngọc đi tiếp đãi. Sao thế? Giang Ngọc nói với mẹ, con bé đi xem biểu diễn một mình. Nhưng bà Tiểu Khang phát hiện con bé uống trà ở khách sạn cùng những người đàn ông này. Cũng có nghĩa là con bé đi xem biểu diễn cùng những người này, hoặc là hoàn toàn không đi xem biểu diễn, vẫn nên đi xem biểu diễn rồi đi uống trà thôi. Mẹ, không phải chứ? Chuyện này con thật sự không hề biết. Chân Hân, có phải con hồ đồ được không? Vì kiếm tiền mà lôi đầu con dâu mẹ vào, con có biết không? Rõ ràng là con biết người này không đàng hoàng, còn để Giang Ngọc đi tiếp đãi cậu ta đúng không? Mẹ, sao mà con biết được người này không đàng hoàng? Huống hồ khách hàng tới, con phải tìm người khách hàng thích để đi tiếp đãi họ. Con không thể tìm một người khách hàng vừa gặp đã ghét đúng không? Đây là con đang đùa dưới lửa đó, có biết không? Mẹ phải gọi điện cho Chân Khảo xem đó có biết chuyện này không. Đừng gọi, chắc chắn Chân Khảo sẽ không biết. Chúng ta mà nói ra thì không hay đâu. Vậy chúng ta phải làm gì? Không thể để im nhìn con dâu của mẹ bị người ta cưỡng mất. Làm gì được? Hay là con đuổi Trần Gia Ngọc về nhà? Bao đuổi đi. Nhưng hợp đồng quảng cáo đó của con đã bàn lâu lắm rồi, bây giờ con thiếu một bước thôi, sắp thành công rồi. Mẹ xem lúc này mà con đuổi cô ấy. Bà chưa ra ngoài à? Tiểu Dương, quản lý Chân đến chưa? Chưa đến. Vậy cô ấy đi đâu? Cô còn không biết thì chúng tôi càng không biết. Cảm ơn. Chuyện này hoàn toàn không thể nào. Giai Ngọc và tôi nuôi dạy từ nhỏ đến lớn. Con bé là một người phụ nữ truyền thống, tuyệt đối không thể làm ra chuyện ngoại tình. Xem cho kỹ vào. Là ai đứng núi này trong núi đó? Con trai tôi chơi game cũng không cho. Giờ thì hay rồi. Đêm qua đi xem biểu diễn, ăn cơm cùng đàn ông. Ăn thì ăn thôi đi, còn ăn thành ra thế này. Bà nhìn đi, như vậy mà cũng được sao? Bà nói lời này là có ý gì? Bà nói chuyện có thể tôn trọng người khác không? Bức ảnh này thì tôn trọng ai chứ? Được rồi, đừng cãi nữa. Bây giờ chúng ta nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này thế nào. Không được, tôi phải gọi điện cho Giai Ngọc. Alo, mẹ à. Giai Ngọc, bây giờ con đang ở đâu? Lát nữa con phải đi gặp khách hàng. Ở khách sạn quốc tế. Ở khách sạn quốc tế nào? Mẹ hỏi con chuyện này làm gì? Không nói với mẹ nữa, con đang vội. Tạm biệt. Alo. Alo. Ý gì thế? Con lái xe nhanh hơn đi. Mẹ, lái xe nhanh hơn thì còn cách. Đi đè lên người ta thôi. Chậm thôi. Bà làm gì đấy? Tôi không làm gì. Có phải đang báo tin cho Giang Ngọc không? Không có. Tôi chỉ là xem thời gian thôi mà. Biết rồi. Là Giang Ngọc. Đi thôi. Chào, mọi người muốn uống gì? Cô làm tôi sợ chết đi được. Tôi không uống nước. Tôi chờ người. Xin lỗi, đây là khu vực tiêu dùng.
toàn là tiếng Anh. Tôi không hiểu. Tôi biết tiếng Anh. Dẹp đi. Đến rồi. Cái này đi. Giai Ngọc. Đến rồi à? Chào giám đốc Nguyễn. Hôm nay cô đẹp thật. Cảm ơn. Mời ngồi. Giám đốc Nguyễn, đây là phương án quảng cáo dự tính công ty chúng tôi làm cho công ty các anh. Bà xem, bọn họ đang làm gì? Nhân phẩm của con gái tôi không sao cả. Xây dựng nên hình ảnh thương hiệu của lãnh đạo tập đoàn các anh. Cô khiến tôi nhớ tới một mẫu quảng cáo. Người phụ nữ nghiêm túc là đẹp nhất. Còn nhớ không? Chúng tôi hy vọng hình thành chiến lược của quảng cáo lần này, nâng cao lực tương tác của thương hiệu. Sau đó, hy vọng dùng danh tiếng lần này thông qua một buổi tuyên truyền. Tôi thấy vẫn nên ngồi phía bên cô thì hơn, nếu không phiền lắm. Được được. Hay là giám đốc Nguyễn, anh tự xem đi. Bởi vì cái này tôi viết dài lắm, tôi thấy anh xem sẽ rõ ràng hơn. Cô không giải thích sao tôi xem được. Không sao, xin lỗi. Xin lỗi. Vậy cộm chân quá. Không sao, tôi không sao. Giữa ba ngày mang mặt lo lo kéo kéo, còn ra thể thống gì nữa. Mẹ. Mẹ. Sao hai người lại ở đây? Giai Ngọc, công việc của chúng ta không làm nữa. Đi về nhà với mẹ. Không phải đâu, mẹ hiểu làm rồi. Đây là khách hàng của công ty con. Con đang bàn chuyện. Mẹ chỉ hỏi con một câu. Con về nhà với mẹ hay là ở đây với anh ta? Mẹ, đây là khách hàng của công ty con. Con đang bàn câu chuyện. Được rồi, Giai Ngọc, chúng ta về nhà trước. Xin lỗi, cô ơi, đợi một chút. Mời cô thanh toán. Thanh toán cái gì? Gạt bằng thuốc lá Thạch Anh mà cô vừa đặt. Tôi... Bao nhiêu tiền? Tổng cộng 998 tệ. Chính... Bao lên, xe ở đây. Làm gì vậy? Mẹ nói cho con biết. Giai Ngọc, con yên tâm. Có mẹ ở đây không ai có thể bắt nạt con đâu. Con nói thật cho mẹ đi. Con với giám đốc Nguyễn kia đã tiến triển tới bước nào rồi? Mẹ nói cái gì vậy? Vừa nãy tôi không nghe rõ. Mẹ, con bàn chuyện công việc với người ta ở đây. Hai người xông vào lối con đi như vậy, kỳ lạ lắm đấy. Thật sự bàn công việc à? Đến mẹ mà cũng không tin con sao? Dọa chết chị rồi. May mà giám đốc Nguyễn đó không nhìn thấy chị. Nếu không, vụ làm ăn này hỏng rồi. Còn nghĩ tới việc làm ăn của con, con dâu của mẹ sắp hỏng rồi đây. Mẹ, có phải mẹ ở bên ngoài nghe người ta nói dớ dẫn rồi không? Không có, chính là tối qua con đi xem kịch với người ta, sau đó còn đi uống nước. Không phải uống nước, chính là kiểu uống nước đó ấy. Uống nước thế nào? Uống thành thế nào? Uống thành thế nào? Không phải, con đừng giận mà. Không phải đâu, chỉ là hỏi con đi với ai thôi. Con nói con đi một mình. Chuyện này là hiểu lầm. Giám đốc Nguyễn tặng con một vé. Con đến Hồ Đồng Khẩu mới phát hiện anh ta cũng đi, cho nên bọn con. Không phải chứ? Con bàn chuyện công việc ở ngoài. Có chuyện gì chúng ta nên về nhà rồi nói. Hai người chạy tới đây tìm con, thật sự rất mất mặt. Mẹ thừa nhận thúc đẩy quả thực mẹ làm có hơi quá đáng. Nhưng mà cái người giám đốc gạch đó, giám đốc Nguyễn, cậu ta tên gì? Giám đốc Nguyễn. Phải rồi, ánh mắt ông ấy nhìn con thật sự rất kỳ lạ. Mẹ không lôi con ra, không biết cậu ta còn muốn làm gì tiếp theo. Trừ khi con cũng hy vọng có gì đó. Mẹ không tin con như vậy sao? Mẹ không có lòng tin với con trai mình như thế. Mẹ tin con. Nhưng mà lúc nãy mẹ đã nhìn thấy cậu ta lo lo kéo kéo làm vậy với con. Con nói xem, con muốn mẹ nghĩ thế nào? Được, mẹ nghĩ thế nào đã không còn quan trọng nữa. Mẹ đã diệt trừ tai họa rồi. Sau này con đừng đi làm nữa. Mẹ đã nói xong với chân thân rồi. Đây là công việc của con. Hai người quyết định mà không cần hỏi qua con đúng không? Đây là chuyện của con. Giai Ngọc, đây cũng là muốn tốt cho em. Giai Ngọc à, xe bên đây. Giai Ngọc. Giai Ngọc à, đúng thật à. Biết thế con đã tự đi tiếp đãi giám đốc Nguyễn rồi. Con bớt lại đi. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Con thấy như thế không ổn. Sao lại không ổn? Mẹ làm không ổn. Có chỗ nào không ổn? Mẹ mà không ra tay, lỡ phát triển tiếp. Phát triển gì chứ? Cô ấy phát triển với ai? Với cái người họ Nguyễn kia. Mẹ thấy có khả năng không? Con còn đi theo chờ nữa. Giang Ngọc dựa vào gì mà để ý anh ta? Chuyện này con không thể giải thích được. Thật đó, con tin cô ấy. Con không thể để hai người như thế. Con có thể nói rõ được không? Để con bé nghe thấy bây giờ. Sao con kém thông minh vậy? Mẹ đói, mẹ muốn lén lút đi theo nhìn xem. Đấy mà là nhìn à? Mẹ đói xem mẹ như thế. Sao Giang Ngọc dựng bộ được? Không có chuyện gì làm thành cho có chuyện. Bực mình nhất là còn làm cho khách hàng của con tức giận bỏ đi. Chuyện đó không quan trọng. Cậu ta không còn mặt mũi ở lại, tức giận bỏ đi rồi. Đáng đời. Hảo Nhi, con nói xem. Buổi tối vợ con đi một mình, đi uống trà với người đàn ông khác. Chuyện này con biết không? Con bé đi sát như thế với người ta, còn động tay động chân, con biết không? Con cũng không biết. Mẹ nói cho bà biết. Sớm muộn cũng có ngày con phải. Được rồi mẹ à. Không phải chị gây xích mích gì. Vợ em ấy à. Quả thực hôm nay hai người họ ngồi khá gần nhau. Em xem, chị phải thanh minh trước. Chuyện này không liên quan gì tới chị. Sao lại không liên quan? Chị chỉ bảo cô ấy đi tiếp đại khách hàng của chị. Nhưng chị không biết hai người họ là hẹn riêng. Không phải họ quen biết nhau sao? Sao lại không làm việc bình thường chứ? Sao con biết được họ hẹn riêng đúng trà? Rõ là con biết. Được rồi, con tin vợ mình. Hai người đừng nói linh tinh nữa. Mẹ, đừng nói nữa. Là con nói trước. Ai nói trước chứ? Giang Ngọc và chúng tôi từ lúc bị mọi người vô quan đến bây giờ chưa uống ngụm nước nào. Khó lắm tôi mới khuyên được con bé. Bây giờ tâm trạng tốt một chút. Tôi thấy chuyện này thế này đi. Hai người lần lượt vào xin lỗi con bé. Chuyện này coi như xong. Vợ à, bàn bạc xong để xử lý em thế nào chưa? Định nhốt em trong trọ lợn à? Trọ lợn gì chứ? Nói linh tinh gì đó. Cãi nhau chớ giận thôi, đừng tính toán với họ. Không phải em tính toán, là họ đang tính toán với em. Trời nóng như vậy còn đi theo dõi em. Kiên trì quá. Em cũng phục họ thật. Mẹ chúng ta nhiều tuổi rồi. Bảo thủ, truyền thống. Thực ra cũng có gì đâu. Trong lòng em cũng hiểu mà đúng không? Không có gì cả. Chỉ là lo tình cảm chúng ta có vấn đề thôi. Anh tin em không? Chắc chắn. Anh tin em rồi, chắc chắn. Bọn họ theo dõi, nghi ngờ em. Em có thể không để ý. Nhưng em để ý là trong lòng anh có phải cũng nghĩ thế không? Bây giờ anh không nghĩ như thế đâu. Lẽ nào từ trước tới giờ trong lòng không hề nghi ngờ? Lần lượt xin lỗi. Dù sao tôi cũng không đi đâu. Tôi nhớ buổi sáng bà còn kích động hơn cả tôi. Bà đã tin chuyện này là thật rồi. Tôi kích động gì chứ? Ai kích động người đó biết. Từ đầu tới cuối tôi đều tin con gái tôi. Không giống một số người nghe bóng nghe gió là tin. Một số người là ai? Là ai hả? Còn không dám nói rõ bà ta họ Lưu. Tôi không hề nói đâu nhé. Là có người tự nhận đấy. Bà có mệt không vậy? Nói dòng nói do. Ai mệt hả? Dẫn theo một đám người chạy tới chạy luôn khắp nơi. Một đám người không bao gồm bà sao? Không phải tôi bị bà ép sao? Bà đó nhất định phải đi. Còn bảo chân hơn đáy xe nhanh lên. Nếu không phải cho bà hiểu làm con gái tôi sợ nói nhiều thiệt à. Tôi hiểu làm gì chứ? Tôi cũng không nói con bé quả thật có chuyện. Chuyện này là hiểu lầm thôi. Nói hiểu lầm không phải xong rồi sao? Bà đúng hết có được không? Là tôi gây rối vô cớ đúng không? Đừng cãi nữa. Đều là hiểu lầm thôi được chưa? Hiểu lầm. Đã là hiểu lầm không phải đã nói là hiểu lầm rồi sao? Mau ăn cơm đi.
Bà, thức ăn nguội hết rồi. Bà, em làm công việc này hoàn toàn là vì gia đình chúng ta, tương lai của chúng ta. Một mình em đến thành phố xa lạ như thế, em không hề có cảm giác an toàn. Em cần một công việc có thu nhập. Lúc đầu khi làm công việc này là mọi người nhất trí đồng ý. Em không để ý lương thấp. Lúc đầu em cũng thấy thái độ của giám đốc Nguyễn hơi mờ ám. Em cũng đã xin từ chức với chị anh. Là chị ấy bảo em giúp, nói dù sao cũng phải làm xong vụ này. Xuất phát từ thái độ trách nhiệm nên em mới ở lại. Sao không nói chuyện này với anh? Anh bận mà. Mỗi ngày không phải tăng ca thì chơi game. Đã rất lâu rồi chúng ta không nói chuyện tử tế với nhau. Đào, mẹ uống nước đi. Mẹ à, chuyện này mẹ làm hơi quá rồi. Chuyện khách hàng kia cũng coi như con làm công cốc. Trong mắt con chỉ có tiền đúng không? Hôn nhân của em trai con có vấn đề, bao nhiêu tiền cũng không bù đắp được đâu. Mẹ có biết vụ này mà thành con kiếm được bao nhiêu tiền không? Chỉ riêng khoản thu đầu là con số này, kiếm được nhiều thế còn không phải sao? Mẹ xem con đấy, đến hiện tại vẫn chưa gả đi. Con mà không kiếm thêm tiền, đến cuối cùng muốn hôn nhân cũng không có hôn nhân, muốn tiền không có tiền, chỉ còn lại tuổi tác lớn. Mẹ xem mẹ kìa. Được rồi, đừng có nói bản thân thảm như vậy. Sớm biết vậy mẹ việc gì phải làm thế. Lạnh lắm, vào nhà thôi. Không. Hảo Nhi, bọn em ra ngoài đi dạo một lát. Thực ra người một nhà có gì cứ nói là không sao hết, đúng không? Giai Ngọc, chuyện hôm nay mẹ nóng vội quá, là hiểu lầm thôi. Con tuyệt đối đừng để trong lòng nhé. Đều là hiểu lầm thôi. Chúng ta là người một nhà, thực ra chúng tôi rất tin tưởng em. Em hiểu. Không sao rồi, bọn con ra ngoài đi dạo một lát. Đi đi. Hai người bọn họ không có chuyện gì. Hại vụ làm ăn của con coi như công cốc rồi. Tiểu Hân, bác có ý này, không biết có thích hợp không?
Bà nhìn ánh mắt tôi mà hành động. Làm thế nào đây? Giám đốc Nguyễn, chào cậu. Cậu xuống rồi. Chúng tôi đều ở đây chào đón cậu. Đúng thế. Sao mọi người lại tới đây? Ngại quá. Hôm qua thực sự là hiểu lầm. Cậu xem con người tôi, tôi không giấu được ngoại hình người khác. Đúng không? Đúng đúng. Mẹ tôi là thế đấy. Bà ấy chưa giận đúng người bao giờ. Đúng thế. Tôi thì diễm thị. Chúng tôi đều giận nhầm người. Vậy hai vị coi tôi thành ai? Con trai tôi. Con rể tôi. Không phải chiếm lợi của cậu. Thật đấy, cậu giống con trai tôi lắm. Con trai tôi trông giống cậu. Thật đó, nên chúng tôi mới nhận nhầm. Giống Trần Thảo biết bao. Giống, giống lắm, thật sự rất giống. Đúng thế, cậu xem con trai tôi và vợ nó tình cảm tốt lắm. Hai đứa đó toàn trốn làm ra ngoài yêu đương. Cậu nói xem người trẻ tuổi nên chăm chỉ làm việc, chăm chỉ học tập, sao có thể như thế được. Nên tôi mới phê bình nó. Cậu xem đã làm ầm ĩ như thế. Phải đó, tôi cũng không vui vẻ gì. Không đi làm ra ngoài chơi sao được chứ. Cho nên chúng tôi phải tách chúng ra, đúng không? Đúng đúng. Là thế này giám đốc Nguyễn. Anh xem mấy ngày trước chúng ta nói chuyện vui vẻ biết bao. Mới có mấy ngày không gặp anh, tôi đã nhớ anh rồi. Con bé này còn nói mời giám đốc Nguyễn ăn cơm nữa. Đúng đúng. Tôi nói với anh này, vì chúng tôi thật sự không dễ dàng mời ăn cơm đâu. Hôm nay thực sự giờ phút của anh, chúng tôi mới có thể được ăn mỹ thực của Bắc Kinh đấy. Mọi người khách sáo quá. Chúng tôi biết lịch trình của cậu hôm nay ít. Để mặt đi, xin mời. Đào Đào, xin mời. Xin mời, xin mời. Mời cậu. Mời đi bên đây. Cậu Nguyễn, đây là món cải thảo mù tạp, vị Bắc Kinh chính thống đấy. Đây là tâm rim mắm, cách làm rất đơn giản. Nhưng ăn vào hương vị còn mãi. Cậu xem bánh gạo chiên, bánh gạo nếp, còn quẩy chiên, bánh đậu vàng, đều là món thương hiệu của cửa hàng. Giám đốc Nguyễn, cái này là quà tôi và giám đốc Tàu tặng cho vợ anh. Đúng thế. Cảm ơn hai người khách sáo quá. Chúng tôi nghe nói vợ anh là một vũ công. Đợi có thời gian, đưa vợ anh cùng đến Bắc Kinh, chúng tôi sẽ tiếp đón thật tốt. Được. Sao có nhiều món ngon thế mà không ai động đũa? Đào, mời giám đốc Nguyễn. Xin mời. Xin mời, xin mời. Ngon không? Dạ ngon. Con à, con chưa được ăn bánh đậu vàng chính thống của Bắc Kinh. Cái đó mới gọi là ngon. Bắc Kinh là gì? Bắc Kinh là quê hương của ba. Vậy chúng ta đến Bắc Kinh ăn được không? Bây giờ không về được rồi. Ba không về được nhà rồi. Không ngon sao? Không không, ngon lắm. Thực ra ba tôi là người Bắc Kinh. Lúc tôi còn nhỏ đã nghe ba tôi nhắc mãi về bánh đậu vàng Bắc Kinh. Nói có một nhà hàng làm ngon lắm. Nói hương vị đó vừa mềm vừa thơm, giống như một giấc mộng ngọt ngào vậy. Giống lần này tôi tới còn muốn đi tìm xem, nhưng tôi thấy không cần tìm nữa, vì ở đây là ngon nhất rồi. Cảm ơn cậu. Bánh đậu vàng nhà chúng tôi mặc dù không dám nói là ngon nhất Bắc Kinh, nhưng cũng được coi là rất ngon, đúng không? Không biết ba cậu lúc nhỏ ăn ở nhà nào. Tên cửa hàng là... Ông ấy còn... Ba tôi nói lúc đó ông ấy còn nhỏ, mỗi lần đi đều là người lớn dẫn đi, nên ông ấy chỉ nhớ. Cửa hàng đó có một biển hiệu rất lớn, bên trên chiếc tiểu đại gì đó, tiểu trung kiến đại. Đúng. Giám đốc Nguyễn, cậu nhìn chỗ này xem.
Chắc là nó rồi. Thực sự không ngờ tới. Tôi phải chụp ảnh với nó. Để tôi chụp cho mọi người. Mọi người nhìn bên đây. 1, 2, 3. Chụp. Được rồi, đẹp quá. Giám đốc Nguyễn, về tôi làm một túi đá, sau đó gửi chuyện phát nhanh đến Đài Loan. Đảm bảo chiều mai ba cậu có thể ăn được món bánh đậu vàng chính tông. Cảm ơn. Vậy thì quá tốt. Không cần khách sáo. Chuyện nên làm. Giám đốc Nguyễn, không còn sớm nữa. Hay là tôi tiễn anh về khách sạn, nhân tiện chúng ta có thể nói chuyện chi tiết về quảng cáo. Không thành vấn đề. Thực ra tôi rất tán thưởng sáng kiến của các anh và cảm ơn thành ý của mọi người. Chúng ta đi thôi, được không? Được, mời. Nào nào. Cậu vẫn chưa ăn xong đúng không? Cảm ơn bác, rất cảm ơn thiết đãi của mọi người. Cậu xem cậu nói gì thế. Lần sau lúc cậu từ Đài Loan đến Bắc Kinh, muốn ăn gì cứ nói trước với con gái tôi chuẩn bị cho cậu. Được. Vậy tôi đi trước nhé. Được, đi cẩn thận. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Mẹ nuôi, người kia chính là người hôm đó con chụp. Con lấy điện thoại chụp, chính là người đó. Được rồi Tống Tiểu Trắng, đừng có ở đây làm loạn nữa. Chỉ vì một câu của cô hại chúng tôi bận rộn bao ngày. Chân Hân Tiểu Trắng cũng có biết đâu, con bé vô tình mà. Tôi phải nói rõ. Tiểu Trắng, em tôi và Giai Cộng đã kết hôn rồi. Chuyện của bọn đó là chuyện của bọn đó, không liên quan đến ai cả. Cô đừng nói lần này Giai Cộng trong sạch. Cho dù có gì thì đó cũng là chuyện của em tôi. Sau này không phiền cô mắng nhiếc nữa. Được rồi, sau này tôi không quan tâm chuyện nhà cô nữa. Trắng Nhi, ai bắt cô quan tâm đâu. Con xem con làm con bé tức giận rồi. Giống là cô ta lo chuyện bao đồng. Con đi dỗ đi. Con không đi. Chuyện đó ngại quá. Bây giờ cửa hàng chúng tôi phải đóng cửa rồi. Hôm nay miễn phí, lần sau đến giảm 20%. Thật xin lỗi. Mọi người giải tán đi. Thật ngại quá. Xin lỗi. Xin lỗi. Thật ngại quá. Lần sau lại đến. Tiểu Trắng, em sao vậy? Đầu trọc, anh qua đây. Tiểu Trắng, em làm gì thế? Anh qua đây. Mau qua đây. Có chuyện gì thì nói, đừng động thủ. Hôn em. Em nói là anh hôn em. Thật à? Sao nói nhiều vậy? Bỏ lỡ thì thôi. Bụng trắng em rồi. Tiểu Trắng, tin tưởng anh. Anh thề cả đời này sẽ đối xử tốt với em, yêu thương em thật tốt. Tất cả công việc bệt chọc vất vả đều do anh làm. Em chính là Hoàng Hoàng cả đời của anh. Hoàng Hoàng. Hình như Hoàng Hoàng cũng không hạnh phúc lắm. Có điều chỉ cần anh tốt với em sẽ ở bên anh. Để đám người kia tức chết. Tức đến nỗi dẹo cả mũi phải đi thẩm mỹ. Nhất định là vậy. Chuyện lúc nãy nói có còn hiệu lực không? Chuyện nào? Chính là đã bắt hộp à? Chuyện đó, em xem đằng sau có gì cần dọn dẹp không?
Hội trưởng Lưu. Hội trưởng Lưu à, đừng có như thế chứ. Hội trưởng cái gì, buôn bán tốt chứ. Bình thường thôi, sắp tới có cuộc thi thần bếp. Có phải phía bên bà là sư phụ Lý ra tay không? Còn chưa chắc chắn nữa. Cô cũng biết chuyện này à? Ở đây đâu mà không biết chứ. Chân Thảo và bà thông báo cho tất cả mọi người rồi. Thằng nhóc này riêu rao quá. Có điều nếu chúng tôi tham gia cũng chỉ là tham gia cho vui, sẽ không nghiêm túc đâu. Hội trưởng Lương, tôi nghe nói nếu như một cái cuộc thi thần bếp này giành giải nhất, tạp chí kia của Chân Khảo còn là một kỳ phỏng vấn riêng cho họ, tôi có một yêu cầu hơi quá. Chuyện gì? Nếu cái thương tâm phấn của chúng tôi giành được giải nhất, có thể để chúng tôi vào Hiệp hội ẩm thực đường phố Bắc Kinh của bà không? Chúng tôi là Hiệp hội ẩm thực đường phố Bắc Kinh. Cô là món tứ xuyên. Chuyện này không sao hết, tôi đã tra rồi. Rất nhiều món ăn đường phố Bắc Kinh các bà đều là ở vùng khác. Không chừng sau khi chúng tôi vào, làm cho Hiệp hội ẩm thực đường phố Bắc Kinh phát triển rực rỡ, có phải không? Mời vào bên trong. Đâu đâu, lần đầu đến à? Được được, lát nữa sẽ đưa đến cho anh. Các cậu biết gì chưa? Biết chưa hả? Chuyện gì? Cái gì mà chuyện gì? Sư phụ cậu đâu? Trường Sinh, tôi về rồi đây. Ông đi đâu vậy? Cái gì mà hỏi tôi đi đâu? Không phải nói tôi đi gửi bánh đậu vàng qua Đài Loan sao? Phải, tôi không nhớ hết. Tôi nói cho ông biết cái chương trình ẩm thực mà nhóm Chân Khảo làm còn có một cuộc thi thần bếp nữa. Sao tôi không biết được chứ? Cuộc thi đó chỉ là cái cớ thôi, nhân cơ hội để mọi người vui vẻ. Sao vậy? Hưng Diễn trai muốn giành giải nhất à? Thế thì dễ thôi, để Tiểu Hảo sắp xếp cho. Chúng ta với họ đồng giải nhất. Thương Tâm Phấn cũng muốn tham gia. Bà chủ Hạ Chiến Thư với tôi rồi. Cái gì? Nói nếu như bọn họ giành được giải nhất thì muốn tham gia vào Hiệp hội ẩm thực đường phố của chúng ta. Nhà đó muốn làm gì không biết. Bọn họ đều độc chiếm khách mời cũ rồi, còn không biết đủ à? Ông nói xem bọn họ muốn làm gì. Nhất định phải tham gia Hiệp hội ẩm thực đường phố của chúng ta. Sau này có thêm nhiều trò hay lúc tuyên truyền không? Còn không phải thế sao? Tôi nghe nói hai ngày trước có vài phóng viên tới chỗ họ rồi. Phóng viên đề mà tạo chủ đề. Tôi cũng đã nghĩ xong tiêu đề thế nào rồi. Thương Tâm Phấn giành được quán quân không thương tâm. Hưng Diễn trai bại trận trai Hưng Diễn. Sư phụ, dây cọc. Con phải chăm sóc bản thân cẩn thận. Dạ, con sẽ chăm sóc bản thân cẩn thận. Dây cọc, con vẫn nên đi làm đi. Con còn tưởng mẹ không ủng hộ nữa chứ. Ở đây phụ nữ phải có công việc mới đứng vững được. Con mới có tiếng nói ở nhà chồng. Nên Dây Ngọc à, con nhất định phải tìm việc làm. Hơn nữa phải kiếm một công việc tốt. Công việc này có thể điều về Đài Bắc bất cứ lúc nào. Con từng đồng ý với mẹ, cuối cùng hai vợ chồng các con về Đài Bắc. Con có nhớ không? Con biết rồi, con đồng ý với mẹ. Mẹ về đây. Được rồi, chăm sóc cẩn thận đó. Dạ. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt. Mẹ gọi điện cho con nhé. Tạm biệt. Con yêu mẹ, mẹ yêu con. Mẹ. Mẹ nhìn đây. Buổi chiều Giang Ngọc đang Weibo. Mẹ xem đi. Không về được. Đọc đi. Bắc Kinh là quê hương thứ hai của tôi sao? Từ trong miệng người khác, tôi chỉ cảm thấy được cười. Rốt cuộc hôn nhân là gì? Nó khiến tôi mê muội khổ sở. Tình yêu thuộc về hai người, mà hôn nhân thuộc về hai gia đình, thậm chí là hai thành phố. Là ý gì? Hình như em ấy có chút ý kiến với mẹ. Tôi đã nói sớm là làm vậy không ổn rồi. Không phải con lái xe đưa mẹ đi sao? Giờ trách mẹ mình rồi.
Mẹ con bé cũng có ở đó mà. Người ta cũng chẳng nhắc tới. Hơn nữa, sau đó không phải mẹ đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Giám đốc Nguyễn ký hợp đồng với con chưa? Ký rồi. Vậy không phải kết thúc rồi sao? Nếu không phải mẹ với chú Lý của con tốn sức tiếp đãi người ta, thì hợp đồng đó có thể thuận lợi thế sao? Không thể. Biết là tốt rồi. Vì mấy đứa trẻ các con, mẹ lo lắng suốt ngày. Ai nghĩ cho mẹ chứ, đúng không? Mẹ thật sự đỡ mấy đứa mà. Mẹ à, con sai rồi. Con xin lỗi. Con là nhà tư bản xấu xa được chưa? Nhưng mà con khuyên mẹ nhé, mẹ vẫn nên tìm cơ hội nói chuyện với Giang Ngọc đi, để lo nghĩ mãi trong lòng. Con là có lòng tốt thôi đấy. Chân này không phải của anh nữa rồi, mệt chết mất. Mẹ chắc đến nhà rồi chứ? Chắc đến rồi. Vậy chúng ta cũng về đi. Đi thêm chút nữa đã. Dù sao về cũng chẳng có chuyện gì làm. Em vẫn còn giận bà ấy thế. Sao em dám? Anh đã thấy bài đăng Weibo của em rồi. Em có ý kiến với bà ấy. Anh biết. Nhưng mà em nói bà ấy là trưởng bối, cũng lớn hơn em. Giữa hai chúng ta khó tránh khỏi có khoảng cách thế hệ. Nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng bà. Chúng ta tính toán gì với bà chứ? Có đúng không? Đổi cách nói khác, mẹ em không phải vẫn luôn nhìn anh không thuận mắt sao? Có đúng không? Làm gì có. Bà hơi khó tính chút thôi. Anh đừng tính toán gì với bà. Dù sao nếu anh mà làm tốt hơn nữa, bà ấy cũng không nói gì anh cả. Em xem đi, là lỗi của anh rồi. Dù sao em cũng không sai. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Cứ nói thẳng, anh không có thời gian bên em. Hôm nay anh đưa em đi chỗ này. Thế nào? Bây giờ mình đi nhé. Đi đâu? Làm gì đây? Máy gấp thú đấy. Em biết. Chợ đêm Đài Loan có nhiều lắm. Nhưng lần nào em cũng không gấp được. Đó là em chưa gặp phải cao thủ gấp thú thôi. Anh nói cho em biết. Đến khi anh có thể gấp được một con thú bông cho em thì em được buồn. Cái này thì có liên quan gì? Liên quan chứ. Muốn gấp được một con thú bông trong máy gấp thú khó lắm đấy. Là một phần một triệu khả năng. Em có biết xác suất của một phần một triệu là gì không? Đó tương đương với 1000 năm. Chỉ có một cô gái Đài Loan xinh đẹp gả cho một chàng trai đẹp Bắc Kinh. Chính là xác suất này đấy, biết chưa? Cứ gấp được đi rồi nói. Được. Con nào? Con này đi. Được. Rõ ràng là anh đang ăn gian bà. Em đừng để ý anh có ăn gian hay không. Có phải anh lấy được rồi không? Chuyện anh đồng ý cho em anh làm được rồi. Chuyện em đồng ý cho anh cũng nên làm đi chứ. Mẹ chàng rỗi xem bài ảnh cũ. Con còn nghĩ sao mẹ chưa ngủ nữa. Giang Ngọc, nào lại đây. Con vẫn chưa xem đúng không? Con xem đi. Con xem lúc đó mẹ với ba của Chân Khảo trẻ biết bao, đúng không?
Mẹ với ba đó vừa mới kết hôn thì một đống chuyện xui xẻo cứ kéo đến không ngừng. Không kinh doanh được quán ăn, đầu bếp và người làm thuê đều bỏ đi. Hai người bọn mẹ đi vay mượn khắp nơi mới có thể vực dậy quán ăn. Mẹ gả cho dân gia nhà họ đúng là chưa được hưởng tí phúc nào. Nhưng mà mẹ cũng không hối hận, bởi vì mẹ biết là phụ nữ thì trời sinh nên chịu ít khổ sở. Cho dù là con dâu của Lý Gia Thành gả tới nhà chúng ta cũng không phải luôn được hưởng phúc. Mẹ, có phải mẹ thấy bài đăng Weibo của con rồi không?